Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận điều trị các du khách Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom tại Ai Cập ngay sau khi các nạn nhân này trở về nước. Campuchia khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia tại tỉnh Mondulkiri, hướng đến kỷ niệm 40 năm đất nước Angkor giải phóng họa diệt chủng Pol Pot. Cộng đồng người Việt tại Ukraine, Ba Lan và Cộng hòa Liên bang Đức tưng bừng tổ chức các hoạt động đón năm mới 2019. Chiều ngày 1 tháng 1, người nhà và 9 du khách là nạn nhân trong vụ đánh bom gần kim tự tháp Giza, Ai Cập đã đáp chuyến bay TK-168 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các du khách bị thương. Có 9 du khách về Việt Nam trong chuyến này thì có 4 nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược. Trong đó có 2 bệnh nhân là mẹ con bị thương nặng phải hồi sức tích cực. Còn 2 bệnh nhân đã hồi phục nên được xuất viện. Bệnh viện Đại học Y Dược cho biết sẽ tập trung các bác sĩ giỏi nhất, trang thiết bị hiện đại nhất, thuốc tốt nhất, đồng thời có các khoa vật lý trị liệu, đơn vị tư vấn tâm lý giúp người bệnh sớm hồi phục. Triều Đại Việt, một tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam mới xuất hiện, đã được các cơ quan chức năng của Việt Nam ngăn chặn kịp thời. Sau khi thành lập thì tổ chức này đã xác định phương thức hoạt động bạo động để lật đổ chế độ ở Việt Nam, sẵn sàng chi nhiều tiền cho các đối tượng trong nước, mua sắm vũ khí, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Tháng 6 năm 2018, tổ chức Triều Đại Việt đã từng gây ra vụ nổ ở trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, làm một người bị thương, hư hỏng 6 xe máy. Từ tháng 7 đến tháng 9, nhóm đối tượng của Triều Đại Việt còn chuẩn bị 8 quả nổ, 38 kiếp nổ khác và đã lên kế hoạch tấn công khủng bố một số mục tiêu quan trọng khác như trụ sở cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, những kế hoạch này đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam ngăn chặn kịp thời, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật. Nhóm người này là họ hoạt động manh động, liều lĩnh và cực đoan hơn. Vì vậy cho nên là khi mà lôi kéo được những đối tượng bất mãn ở trong nước thì họ đưa cái họ mong muốn là họ vào chỉ đạo số này là hoạt động mà quyết liệt và liều lĩnh hơn. Nó khác ở chỗ là cái số như Việt Tân hoặc là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì có thời gian để huấn luyện, để đào tạo, nhưng số này thì họ huấn luyện qua mạng internet và chỉ đạo qua mạng internet, tất cả qua đấy và đồng thời thực hiện ngay cái mưu đồ mà họ muốn. Triều Đại Việt được tách ra từ tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Ngô Văn Hoàng Hùng sinh năm 1952, quốc tịch Canada cầm đầu. Cơ cấu tổ chức của Triều Đại Việt đã hình thành với các tổng cục, cục đặc nhiệm, ban an ninh. Sau khi lôi kéo được một số các đối tượng, trong đó có đối tượng hình sự, tù tha, trốn nã, Ngô Văn Hoàng Hùng đã gửi tiền về và chỉ đạo số này tìm mua súng, nguyên vật liệu chế tạo thuốc nổ, khảo sát các mục tiêu để tấn công khủng bố. Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày đất nước Angkor giải phóng khỏi họa diệt chủng Pol Pot, chính phủ Campuchia đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia tại tỉnh Mondulkiri, biểu tượng của tình hữu nghị thiêng liêng của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia ở tỉnh Mondulkiri được xây dựng trên diện tích 3.000 m², ngay giữa trung tâm thành phố Sen Monorum. Đây là tượng đài thứ 13 được Campuchia khánh thành để hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt của hai nước chúng ta. Đây cũng là biểu tượng để nhớ đến công lao của quân tình nguyện Việt Nam và quân đội Campuchia đã giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia là công trình văn hóa, là minh chứng cho lịch sử về sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân Campuchia. Việc xây dựng tượng đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia sẽ giúp cho thế hệ sau biết được công lao to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và Campuchia đã hy sinh xương máu giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Chỉ còn vài ngày nữa, ngày 7 tháng Giêng năm 2019, Campuchia sẽ trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Tượng đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia đã trở thành một trong những biểu tượng thiêng liêng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam và Campuchia.
Tuấn Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Campuchia. Hòa chung không khí đón chào năm mới 2019, khắp nơi trên thế giới, vào tối ngày 1 tháng 1 tại nhà hàng Kinh Đô trong trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, hơn 200 doanh nghiệp đang làm ăn, buôn bán tại đây đã tổ chức liên hoan chào đón năm mới. Tới dự có đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ, các cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Đức và đông đảo bà con trong cộng đồng. Trung tâm thương mại Đồng Xuân là trung tâm thương mại buôn bán lớn nhất của người Việt tại Đức. Trong 14 năm qua, trung tâm thương mại Đồng Xuân đã luôn hoàn thiện và phát triển cả về mặt cơ sở hạ tầng cũng như nâng tầm trung tâm trở thành nơi sinh hoạt văn hóa lớn của cộng đồng người Việt tại đây. Dự kiến trong thời gian tới, trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè thế giới. Buổi liên hoan cuối năm là dịp để các doanh nghiệp trong trung tâm thương mại Đồng Xuân nhìn lại những thành quả đã đạt được trong năm, từ đó đề ra những kế hoạch lớn hơn trong năm mới. Đây là một cái tôi nghĩ là cái Việt Nam thu nhỏ, ai đến Berlin là đến Đồng Xuân. Về mặt văn hóa thì bây giờ mình phải phát triển tiếp theo. Đấy. Và cái này là phải kết hợp với sứ quán để làm sao mà có một cái nền văn hóa trong cái trung tâm này, có một văn hóa vừa là Đức nhưng mà là vừa là Việt Nam. Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ bày tỏ niềm vui vì sau 8 năm quay trở lại Đức, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân nói riêng và cộng đồng người Việt tại Đức nói chung đã có những bước phát triển đáng tự hào. Đại sứ cũng biểu dương những thành tích của bà con doanh nghiệp Đồng Xuân trong cả kinh doanh phát triển kinh tế, cũng như trong các hoạt động do sứ quán phát động nhằm gắn kết cộng đồng hướng về quê hương đất nước. Bên cạnh liên hoan ẩm thực, bà con tham dự chương trình còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ từ trong nước và đội văn nghệ của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân biểu diễn. Chương trình cũng thu hút với hoạt động hái lộc đầu năm, bao lì xì đỏ như một điều chúc tốt lành, hy vọng mang tới một năm mới an lành, làm ăn phát đạt cho cộng đồng người Việt ở Trung tâm Thương mại Đồng Xuân nói riêng, cũng như người Việt ở Berlin nói chung. Tiếp theo sẽ là những hoạt động chào đón năm mới 2019 của cộng đồng người Việt tại Ukraine và Ba Lan. Chiều ngày 1 tháng 1 năm 2019, tại thành phố Kiev đã diễn ra buổi giao lưu gặp mặt đón chào năm mới 2019 của Hội đồng Hương Hà Nam Ninh, thành phố Kiev. Tới dự buổi lễ có các vị khách quý cùng hơn 100 bà con hội viên và một số bà con sinh sống từ các vùng phụ cận. Mở đầu buổi giao lưu, ông Nguyễn Duy Chiêm, Chủ tịch Hội, đã có lời phát biểu chúc Tết tới bà con. Tại buổi giao lưu, Hội cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho các con em của Hội có thành tích học tập xuất sắc. Trong cái giá lạnh của Kiev ngày đầu năm mới, những người con quê hương Hà Nam Ninh đã có một buổi đón mừng năm mới giản dị nhưng vô cùng ấm áp. Tất cả cùng hy vọng sang năm mới, bà con Hà Nam Ninh nói riêng, cũng như kiều bào Việt Nam tại Kiev và Ukraine nói chung, sẽ gặp thuận lợi may mắn trong cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người. Cũng trong chiều ngày 1 tháng 1 tại Warsawa, Ba Lan, đông đảo bà con, dâu, rể, người Thanh Hóa tại Ba Lan đã đến dự buổi giao lưu mừng xuân kỷ hợi 2019 do Ban chấp hành Hội đồng Hương Thanh Hóa tại Ba Lan tổ chức. Đại diện Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Ba Lan và một số tổ chức cộng đồng khác đã đến chung vui với bà con. Mở đầu buổi gặp mặt, ông Lê Văn Mừng, Chủ tịch Hội đã tổng kết hoạt động của Hội trong năm qua, đồng thời gửi lời chúc Tết tới bà con. Phát biểu tại buổi giao lưu, đại diện Đại sứ quán và đại diện Hội người Việt Nam tại Ba Lan đánh giá cao các hoạt động của Hội đồng Hương Thanh Hóa trong thời gian qua. Chúc bà con Thanh Hóa tại Ba Lan vượt qua khó khăn hiện nay, chuyển hướng kinh doanh phù hợp với luật pháp sở tại. Bà con và các khách mời tới dự buổi giao lưu đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn và những món ăn mang hương vị quê hương. Vậy là còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Lúc này ở các làng hoa trái phục vụ Tết đang rất sôi động. Phóng sự ngay sau đây sẽ đưa quý vị tới gặp gỡ những người đam mê với nghệ thuật, làm đẹp cho hoa trái mỗi dịp Tết đến xuân về. Ở nhiều vùng quê, ngay cả trong dịp quan trọng như là cưới hỏi, thì mâm mũ quả trên bàn thờ gia tiên giờ đã được trang trí cầu kỳ, thật đẹp và bắt mắt. Phức tạp hơn loại hình nghệ thuật khác, công việc bắt mâm ngũ quả rồng phụng đòi hỏi sự tập trung cao độ và tính tỉ mỉ rất cao. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, một trong những nghệ nhân có tiếng trong lĩnh vực này tại Cần Thơ cho biết, công việc rất cực mà chỉ ai có lòng đam mê mới có thể theo đuổi nghề. Làm cái này là phải đam mê. Đam mê là quan trọng nhất. Mình thích mình mới làm được. Kiên trì. Làm này đau lưng lắm đó chị. Ngồi một cặp khoảng 8 tiếng đó. Có thể hơn.
Một cặp mâm ngũ quả rồng phụng như thế này có giá dao động từ 1 triệu 200.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng. Tuy mức giá khá cao, nhưng gia chủ vẫn chấp nhận vì độ đẹp và tinh xảo của chúng. Đặc biệt là khi đặt lên bàn thờ gia tiên, nó càng làm tôn tính trang trọng cho buổi lễ cưới hỏi. Từ những vật liệu khá đơn giản, nhưng qua bàn tay khéo léo, hình dáng rồng phụng nổi lên một cách tinh tế. Thật sự cái gì nó cũng cần phải cái chi tiết của nó, mình phải chăm chút từng chút một luôn á. Tại vì đám cưới là một ngày rất là quan trọng trong cuộc đời của một con người, thì không thể nào mà mình làm sơ sài được. Thì em thấy làm mà để lên con rồng, con phụng nó sinh động hay không là do cái tay nghề của người thợ, cái tâm của người thợ tới đâu. Mỗi sản phẩm làm ra luôn được người nghệ nhân này chăm chút và tôn trọng. Có lẽ vì thế mà tiếng lành đồn xa. Từ vài khách quen ban đầu, sau 3 năm, đơn hàng nhiều đến nỗi chị Lan Anh làm không xuể, nhất là những tháng cuối năm như thế này. Tiếp theo bản tin, chúng tôi xin được mời quý vị về với vùng đất Tuy An của tỉnh Phú Yên, nơi không chỉ nổi tiếng với danh thắng gành đá đĩa, mà còn thu hút du khách bởi vẻ quyến rũ của những ngôi làng đá. Không gian sống của làng cũng vì thế, mang nét riêng mà hiếm nơi nào có được. Làng Phú Hạnh thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Lẩn khuất phía sau những ngôi nhà khang trang là những kiến trúc được xếp bằng đá, vừa độc đáo, vừa gần gũi. 86 tuổi, ông Võ Ngọc Thấn đã chứng kiến biết bao sự đổi thay trên vùng đất này. Nhiều thế hệ dân làng đã sinh ra và lớn lên ở đây. Nhưng những bờ rào đá thì vẫn thế, lặng lẽ theo nhịp sống của làng. Hầu lớp ông bà tự xây bằng đá thôi, giếng cũng vậy, mà nói chung là cái gì cũng vậy, cũng đá, không có gạch xi măng. Vùng đất này lâu nay được mọi người biết đến như một ngôi làng đá. Đá gắn liền với cuộc sống của người dân. Đá để làm nhà, làm đường, xếp thành bọng giếng. Điều đặc biệt là những khối đá được xếp chồng lên nhau, không sử dụng bất cứ vật liệu nào khác, nhưng vẫn luôn vững chãi trước thời gian, qua nhiều đời không hề đổ ngã. Cái gì có kỹ thuật làm vậy đó, chắc phải nguyên đứng nguyên lại bỏ hòn đá để ngó cho nó thẳng mặt, thẳng hòn kia thẳng hòn nào đó, đẹp lắm, không dễ gì đó. Nhà lầu mà bảo sập trên chuồng bò không khi giờ sập cho không phải có mấy đời người chứ. Ông bà cha mẹ mình vô cũng để cho mình vậy, rồi mình cứ mến miết để cho chờ kêu qua đời nọ, vừa mấy năm cho không bỏ đá đâu. Công nghệ xây dựng ngày càng phát triển với nhiều loại vật liệu đẹp và tiện nghi, nên người dân địa phương không cất những ngôi nhà hoàn toàn bằng đá nữa. Tuy nhiên, người dân làng Phú Hạnh vẫn cứ giữ rào đá, tường đá và những kiến trúc đá độc đáo như muốn lưu giữ phần riêng có của vùng đất này, để những ai đến đây đều quyến luyến không muốn rời xa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin kính chào và hẹn gặp lại!